Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định và có những chuyển biến tích cực. Song theo dự báo, thời điểm cuối năm sẽ có diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để duy trì đảm bảo an toàn giao thông. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết, mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 8.000 ca tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Qua đó, đã phát hiện gần 31.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt tương ứng gần 66 tỷ đồng, tạm giữ gần 11.000 phương tiện giao thông và hơn 20.000 giấy tờ xe. So với cùng kỳ năm 2023, tăng gần 400 ca tuần tra, kiểm soát, giảm gần 3.000 trường hợp vi phạm. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông chủ yếu gồm vi phạm về nồng độ cồn, chiếm gần 28% so với tổng số lỗi vi phạm. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ, không mang giấy phép lái xe, vi phạm với nhóm xe kinh doanh vận tải, chở hành khách.